đã òa khóc lúc nửa đêm để chúc mừng mẹ đưa bạn vào đời. Khi đến tuổi cấp sách đến trường, bạn đã dùng bút chì màu vẽ đầy các bức tường để chia vui cùng mẹ. Khi vừa tốt nghiệp, bạn đã cùng bạn bè party suốt đêm không về nhà để đền ơn mẹ cho bạn ăn học đến nơi đến chốn. Lòng mẹ bao la, tình mẹ tha thiết, lời mẹ ngọt ngào. Nhân dịp ngày của mẹ, ban biên tập tạp chí Culture xin tri ân, cảm ơn người mẹ Việt Nam và kính chúc quý vị khán thính giả ngày Mother's Day thật ý nghĩa. Trong bản tin ngày 7 tháng 5 hôm nay, thành viên đứng đầu đảng Dân Chủ kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden bắt tay vào việc mở lại biên giới với Canada. Các quan chức cho biết người Canada có thể được tiêm chủng sớm hơn dự đoán ban đầu. Tỉnh Quebec đặt mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên trước khi kết thúc năm học. Tỉnh BC ghi nhận trường hợp máu đông đầu tiên liên quan đến vaccine AstraZeneca. Trong khi đó, một người phụ nữ ở Edmonton đã chết vì máu đông sau khi tiêm vaccine do đã bị từ chối cấp cứu. Nghiên cứu thực tế lớn nhất đến nay cho thấy vaccine Pfizer có khả năng bảo vệ cao chống lại hai biến thể tồi tệ nhất. Canada phạt hai người hàng nghìn tiền phạt vì xét nghiệm COVID-19 giả trước chuyến bay. Giá nhà ở và doanh số bán sẽ giảm vào năm 2023 nếu Canada đạt khả năng miễn nhiễm COVID-19. Peloton thu hồi máy chạy bộ ở Canada sau 83 báo cáo sự cố liên quan đến màn hình cảm ứng. Đồng đô la Canada lần đầu tiên vượt mức 82 cent kể từ năm 2017. Canada và khối châu Âu sẵn sàng thảo luận việc từ bỏ bằng sáng chế vaccine COVID-19. IBM tiết lộ công nghệ chip 2 nanometer đầu tiên trên thế giới. Tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ giảm nhiều hơn dự báo xuống mức thấp của đại dịch. Nông dân trồng lúa ở Việt Nam chuyển sang nuôi tôm khi đối mặt với những thách thức về khí hậu. Hoàng Anh cùng Tuấn Liêm xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, cũng như một số tin thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất in ấn và phát hành tại Canada. Chúng tôi cũng kính mời quý vị ghé thăm trang mạng của tạp chí Culture để đọc thêm các bài viết khác tại culturemagazine.com. Nếu quý vị chưa đăng ký, chưa subscribe, chúng tôi kính mời quý vị bấm đăng ký subscribe và nhớ bấm nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi có video mới. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách giúp chia sẻ, share video và bấm nút like nếu các bạn thấy thông tin là hữu ích. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây Tuấn Liêm sẽ mở đầu bản tin chi tiết. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario. Thành viên đứng đầu đảng Dân Chủ kêu gọi chính quyền Biden bắt tay vào việc mở lại biên giới với Canada. Thành viên đứng đầu của Thượng viện Hoa Kỳ, ông Chuck Schumer, đã viết một lá thư cho chính quyền Tổng thống Joe Biden, đưa ra một số yêu cầu liên quan đến biên giới. Yêu cầu thứ nhất là kế hoạch chi tiết của mối quan hệ Canada-Hoa Kỳ và được phát hành càng sớm càng tốt, bao gồm những quy tắc và tiêu chuẩn liên quan đến sức khỏe để việc du lịch không thiết yếu hoạt động trở lại. Trong thời gian trước mắt, ông muốn thấy Canada và Mỹ cho phép nhiều người du lịch qua lại hơn. Ông Schumer muốn định nghĩa về khách du lịch thiết yếu được mở rộng để bao gồm những người đã được tiêm phòng có lý do liên quan tới tài sản, giáo dục, y tế hoặc kinh doanh được nhập cảnh. Ông cũng muốn có sự rõ ràng cho những người di chuyển bằng thuyền và cuối cùng, ông muốn có một kế hoạch an toàn cho các nhân viên biên giới, bao gồm quyền tiếp cận xét nghiệm, vaccine và thiết bị bảo hộ. Được biết, Hoa Kỳ vượt xa Canada về tỷ lệ cư dân được tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, với nhiều người vẫn còn do dự về vaccine ở các tiểu bang,
thì tốc độ tiêm chủng ở Hoa Kỳ đang chậm lại và Canada đang dần bắt kịp. Các quan chức cho biết người Canada có thể được tiêm chủng sớm hơn dự đoán ban đầu. Người Canada có thể được tiêm vaccine COVID-19 sớm hơn dự đoán ban đầu, các quan chức liên bang cho biết hôm thứ Năm. Cho đến nay thì có hơn 41% người trưởng thành Canada đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Theo Phó Giám đốc Y tế Công cộng, tiến sĩ Howard Noe, ông cho biết thêm tốc độ tiêm chủng cho đến nay là một dấu hiệu tốt cho mùa hè sắp tới. Dựa trên số vaccine được gửi tới Canada trong vài tuần tới, các quan chức cho biết thời hạn tiêm vaccine có thể sẽ nhanh hơn. Trong tháng 5, 2 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech sẽ được chuyển vào Canada mỗi tuần. Trong tuần của ngày 16 tháng 5, 1 triệu liều Moderna cũng sẽ được gửi đến Canada. Ngoài ra, Canada cũng sẽ nhận được 655.000 liều AstraZeneca thông qua chương trình COVAX. Vào tháng 6 thì lượng giao hàng của Pfizer cũng sẽ tăng lên tới 2,4 triệu liều mỗi tuần. Thiếu tướng Danny Fortin, người đang lãnh đạo và nỗ lực phân phối vaccine cho biết những con số này cho thấy một viễn cảnh lạc quan cho những tuần tới và tháng tới. Việc triển khai vaccine của Canada đang tăng nhanh chóng trong những tuần gần đây khi các lô hàng vaccine COVID-19 bắt đầu tăng lên và nhóm cư dân đủ điều kiện đi tiêm chủng ngày càng được mở rộng. Nhiều tỉnh bao gồm Ontario và Quebec dự kiến sẽ mở các cuộc hẹn tiêm vaccine cho bất kỳ ai trên 18 tuổi trong vòng tháng tới. Tuy nhiên, tiến sĩ No nhắc lại một lời cảnh báo, bất chấp nỗ lực tiêm chủng ngày càng gia tăng thì các hạn chế về sức khỏe cộng đồng vẫn là một vấn đề thiết yếu để giữ cho chúng ta an toàn. Các chuyên gia cho biết Canada chưa đạt mục tiêu khả năng miễn dịch cộng đồng. Các chuyên gia cho biết khả năng miễn dịch cộng đồng có thể chưa đạt được tại Canada, nhưng khả năng trở lại cuộc sống bình thường như trước COVID-19 là khả thi thông qua việc chủng ngừa. Khả năng miễn dịch cộng đồng đạt được khi có đủ số người miễn dịch với virus thông qua tiêm chủng, lây nhiễm tự nhiên hoặc kết hợp cả hai. Giáo sư Paul Tupper thuộc khoa toán của Đại học Simon Fraser cho biết khả năng miễn dịch cộng đồng khó có thể xảy ra với COVID-19 vì một số lý do. Virus đang được lây truyền trên toàn thế giới, có nghĩa là virus được tái nhập từ những nơi khác qua biên giới và khả năng miễn dịch thông qua tiêm chủng và lây nhiễm là không vĩnh cửu. Vaccine dường như hoàn toàn không hiệu quả đối với một số biến thể mới. Mức độ miễn nhiễm của dân số cũng thay đổi theo các biến thể, đặc biệt là các chủng có khả năng lây truyền cao hơn. Sarah Otto, một giáo sư ở Đại học British Columbia cho biết rất khó xác định tốc độ lây nhiễm của căn bệnh này. Điều này gây khó khăn cho việc thiết lập một miễn dịch cộng đồng. Canada có thể không đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng vì một người vẫn có thể bị nhiễm bệnh sau khi tiêm phòng, cho dù họ ít có khả năng phát triển các triệu chứng hơn. Tiến sĩ Isaac Burgess, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Toronto, ông cho biết vaccine có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ lây truyền, bất kể Canada có đạt được miễn dịch cộng đồng hay không. Ông nói, một số cộng đồng có thể không có sự lây truyền trong khi các cộng đồng khác, ngay cả trong cùng một tỉnh, có thể có một số mức độ lây truyền thấp. Tất cả đều dựa trên tình trạng tiêm vaccine. Dù gì chúng ta cũng sẽ đạt được tỷ lệ lây truyền rất rất thấp trong cộng đồng của chúng ta nhờ vào tiêm chủng. Đã có gợi ý về khả năng miễn dịch cộng đồng có thể đạt được khi khoảng 70% dân số được tiêm phòng. Nhưng hiện nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết mức độ bảo vệ nào là cần thiết do sự có mặt của các biến thể. Tỉnh BC báo cáo ca đầu tiên mắc chứng rối loạn đông máu hiếm gặp sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Tại tỉnh bang BC đã xuất hiện ca bị huyết khối đầu tiên do liên quan đến vaccine AstraZeneca Oxford. Vụ việc xảy ra ở một người phụ nữ ở độ 40 tuổi ở khu vực Vancouver Coastal Health. Cô đã được điều trị kịp thời và hiện đang ở tình trạng ổn định. Tiến sĩ Bonnie Henry, một nhân viên y tế tỉnh, nhấn mạnh rằng tình trạng này là cực kỳ hiếm và có thể điều trị được. Bà cho biết người phụ nữ này nhận thấy các triệu chứng của mình 5 hoặc 6 ngày sau khi tiêm vaccine AstraZeneca và đã đến gặp bác sĩ. Các triệu chứng của tác dụng phụ hiếm gặp bao gồm đau đầu dữ dội và dai dẳng, đau ngực hoặc bụng, khó thở và sưng hoặc đỏ ở tai, chân. Henry cho biết các triệu chứng thường xuất hiện từ 4 đến 28 ngày sau khi chủng ngừa và phổ biến hơn nhiều sau liều tiêm đầu tiên so với liều tiêm thứ hai. Tuy nhiên, tiến sĩ Henry vẫn nhấn mạnh rằng vaccine AstraZeneca là an toàn và được sử dụng để hạn chế sự gia tăng trong các ca bệnh ở những nơi như Anh và khu vực Whistler ở tỉnh. Tiến sĩ Henry nói vào cuối ngày thứ Năm,
BC sẽ tiêm liều vaccine thứ 2 triệu. Bà cho biết tỉnh sẽ sớm xem xét việc giảm khoảng thời gian giữa liều đầu tiên và liều thứ hai do nguồn cung cấp ngày càng tăng nhanh chóng. Những người ở BC từ 49 tuổi trở lên hiện có thể tiêm vaccine. BC sẽ nhanh chóng giảm độ tuổi đủ điều kiện để đi tiêm chủng và khuyến khích tất cả mọi người lớn ở BC đi đăng ký tiêm chủng trực tuyến. Một người phụ nữ Edmonton chết vì máu đông sau khi tiêm vaccine do đã không được cấp cứu. Một phụ nữ người Alberta đầu tiên chết vì tình trạng máu đông hiếm gặp liên quan đến vaccine COVID-19 đã bị bệnh viện Edmonton từ chối 2 ngày trước khi cô qua đời. Một người bạn của gia đình cho biết, Lisa Stonehouse, 52 tuổi, qua đời hôm thứ Bảy tại bệnh viện ở Đại học Alberta. Tiến sĩ Dina Hinshaw, giám đốc y tế của Alberta cho biết, hôm thứ Ba rằng một phụ nữ ở tuổi 50 đã chết vì giảm tiểu cầu miễn dịch do vaccine sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Một người bạn của Lisa là ông Wilfred Lewenberg cho biết bà Lisa đã bị từ chối cấp cứu tại bệnh viện cộng đồng Green Nuns. 2 ngày sau, cô được đưa vào bệnh viện cộng đồng ở Strathcona. Sau đó, cô được chuyển đến bệnh viện U of A với cục máu đông trong não. Một cuộc điều tra nội bộ đang diễn ra. Một sở y tế địa phương gọi là Covenant Health cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư, bà Lisa Stonehouse được tiêm chủng vào ngày 21 tháng 4. Gần như ngay lập tức, bà ấy cảm thấy cứng đơ và ốm yếu. Ông Lewenberg nói, bà ngày càng cảm thấy không khỏe và đau đầu không thể chịu nổi. Vào ngày 29 tháng 4, khi các triệu chứng của bà ấy trở nên tồi tệ hơn, bà ấy đã gọi cho HealthLink, nhưng được thông báo rằng bà ấy có thể đang đối phó với phản ứng vaccine bình thường. Đến tối hôm đó, thì cô gái của bà Lisa đã phải chở bà đến phòng cấp cứu tại bệnh viện cộng đồng Green Nuns ở đông nam Edmonton. Đầu bà đau nhói, người yếu ớt và nôn mửa. Lisa Stonehouse đã được đưa về nhà nghỉ ngơi. Ông Lewenberg, bạn của bà Lisa kể tiếp, vào ngày 30 tháng 4, cô gái của bà đã phải chở bà đến phòng cấp cứu, lần này là tại bệnh viện cộng đồng Strathcona ở công viên Sherwood. Bà đã được nhận vào bệnh viện. Ảnh chụp CT cho thấy có một cục máu đông đã hình thành và dễ dàng gây ra vỡ mạch máu não. Lisa Stonehouse được chuyển đến bệnh viện U of A, nhưng trên xe cấp cứu thì bà đã co giật và phải đặt nội khí quản. Đến ngày hôm sau thì bà ấy qua đời. Con gái của Lisa Stonehouse, Jordan, 19 tuổi, hiện đã mất cả cha lẫn mẹ. Người chồng 17 năm của bà Lisa Stonehouse đã qua đời vào tháng 1 năm 2019 sau một cơn phì động mạch não. Lewenberg cho biết Lisa Stonehouse, một nhân viên kế toán có một nụ cười truyền nhiễm. Anh ấy nói rằng cô ấy là người vị tha, thông minh, hóm hỉnh và tuyệt vời. Bà Lisa đã có những kế hoạch lớn cho cuộc sống sau đại dịch. Ông nói lý do duy nhất để khiến cho bà ấy đi tiêm vaccine là vì bà ấy muốn đi du lịch thế giới cùng với con gái là Jordan. Bà ấy muốn đưa Jordan đến tất cả các nơi mà bà ấy và người chồng quá cố đã đến. Bà đã muốn dành cả đời cho con gái để tận hưởng cuộc sống. Bác sĩ hàng đầu của tỉnh Alberta cho biết vẫn chưa rõ tỉnh đã đến đỉnh điểm của đợt nhiễm coronavirus thứ ba hay chưa. Tiến sĩ Dini Hinshaw là giám đốc y tế của tỉnh nói rằng tỉnh Alberta đã có 2.211 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nhưng không có thêm trường hợp tử vong nào. Có 654 người phải nhập viện, trong đó có 146 người đang được chăm sóc đặc biệt. Tiến sĩ Hinshaw kêu gọi người dân Alberta tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp y tế công cộng vào thời điểm mà cả sự lây lan của virus và nguy cơ lây nhiễm đều rất cao. Tính đến tối ngày 6 tháng 5, Canada báo cáo thêm 7.981 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.265.320. Trong số đó có 81.128 ca còn bệnh, có hơn 1.159.500 ca phục hồi, số ca tử vong là 24.489. Tới hôm nay, hơn 14.9 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó thì trên 13.7 triệu người, tức là khoảng 36% dân số đã được tiêm ít nhất một liều. Các quan chức y tế ở vùng lãnh thổ Northwest Territories cho biết họ sẽ bắt đầu tiêm vaccine Pfizer cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi kể từ thứ Năm. Một số tỉnh, bao gồm tỉnh BC, Alberta, Manitoba và Newfoundland, cũng đã thông báo chi tiết sơ bộ về cách họ dự định triển khai vaccine cho những người từ 12 tuổi trở lên. Tỉnh Ontario báo cáo thêm 3.424 ca bệnh mới và 26 ca tử vong. Số ca nhập viện là 1.964 người, với 877 người đang được chăm sóc đặc biệt.
Các ca nhiễm mới bao gồm 958 ở Toronto, 900 ở vùng Peel, 291 ở vùng York, 175 ở vùng Durham và 155 ở Hamilton. Tỉnh Quebec báo cáo 907 ca nhiễm mới và thêm 7 ca tử vong. Số ca nhập viện là 580 ca, với 144 người đang được chăm sóc đặc biệt. Thủ hiến François Legault sẽ công bố lộ trình mở cửa tỉnh trở lại và dỡ bỏ các hạn chế COVID-19 trong những tuần tới. Ông cho biết ông muốn có một kế hoạch tương tự như tỉnh Saskatchewan, nơi đã công bố kế hoạch 3 bước trong tuần này để giảm bớt các biện pháp hạn chế dựa trên mục tiêu tiêm chủng. Tỉnh Quebec đã phê duyệt vaccine Pfizer cho thanh thiếu niên và có kế hoạch tiêm liều đầu tiên cho trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 trước cuối tháng 6, mang đến niềm hy vọng cho nhiều học sinh trung học. Bộ trưởng Y tế Christian Dubé cho biết có khả năng liều thứ hai sẽ được tiêm vào mùa thu khi trở lại lớp học. Tại British Columbia, các quan chức y tế báo cáo thêm 694 ca bệnh mới và thêm 1 ca tử vong. Tại các vùng thảo nguyên, tỉnh Manitoba chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày cao nhất trong nhiều tháng vào thứ Năm, khi số ca nhập viện tiếp tục gia tăng. Toàn tỉnh đã ghi nhận 363 ca bệnh mới và thêm 4 ca tử vong. Tổng số bệnh nhân COVID-19 trong bệnh viện đã tăng nhẹ lên 185 người và số bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt đã tăng lên 52 người. Hai đảng đối lập, Đảng Dân Chủ Mới và Đảng Tự Do ở tỉnh Manitoba muốn có các biện pháp chặt chẽ hơn để làm chậm sự lây lan của virus. Bộ trưởng Y tế cho biết tỉnh đã lên kế hoạch đối phó với các ca bệnh đang gia tăng và sẽ sớm công bố. Tại Saskatchewan, 156 ca COVID-19 mới đã được báo cáo. Chuyển sang khu vực Đại Tây Dương Canada, tỉnh Newfoundland có 6 ca bệnh mới, trong khi New Brunswick có 11 ca COVID-19 mới và thêm 1 ca tử vong. Tỉnh Nova Scotia báo cáo 182 ca bệnh mới, trong khi Prince Edward Island có 2 ca bệnh mới. Trên khắp miền Bắc, vùng lãnh thổ Nunavut báo cáo 12 ca nhiễm mới. Giám đốc Y tế Công cộng cho biết rằng, việc đi thăm và gặp gỡ xã hội là nguyên nhân chính khiến coronavirus lây lan ở Iqaluit. Nghiên cứu thực tế lớn nhất cho đến nay cho thấy vaccine Pfizer có khả năng bảo vệ cao chống lại hai biến thể tồi tệ nhất. Theo nghiên cứu thực tế riêng biệt được thực hiện ở Israel và Qatar, vaccine Pfizer COVID-19 có hiệu quả cao đối với hai trong số các biến thể đáng lo ngại nhất, đó là biến thể B.1.1.7 được phát hiện lần đầu tiên ở Vương quốc Anh và biến thể B.1.351 có nguồn gốc ở Nam Phi. Phát hiện này được đưa ra khi các nhà khoa học và công ty dược phẩm cố gắng đánh giá xem các loại vaccine hiện có hoạt động tốt như thế nào đối với các chủng rất dễ lây lan. Nghiên cứu thực tế lớn nhất về vaccine Pfizer BioNTech cho đến nay đã xác nhận rằng vaccine này cung cấp khả năng bảo vệ hơn 95% chống lại COVID-19. Tuy nhiên, mức độ bảo vệ giảm đáng kể khi chỉ mới tiêm liều đầu tiên mà chưa tiêm đủ 2 liều theo quy định. Các tác giả của nghiên cứu từ chiến dịch tiêm chủng quốc gia của Israel cho biết họ đã thấy bằng chứng thực tế rằng đại dịch có thể được kết thúc bằng các chương trình tiêm chủng toàn cầu một cách nhanh chóng. Một phân tích dữ liệu y tế công cộng từ Israel là một trong những quốc gia có tỷ lệ người lớn được tiêm chủng đầy đủ cao nhất, cho thấy vaccine rất hiệu quả trong việc bảo vệ ngay cả đối với những người cao tuổi vào thời điểm mà biến thể từ Vương quốc Anh chiếm ưu thế. Vào đầu tháng 4, gần 5 triệu người ở Israel đã được tiêm 2 liều vaccine Pfizer, tức là hơn 70% dân số. Nghiên cứu cho thấy rằng 2 liều vaccine đạt 95,3% bảo vệ chống lại lây nhiễm và 96,7% bảo vệ khỏi tử vong 7 ngày sau liều thứ hai. Sau 14 ngày thì mức bảo vệ đó lần lượt tăng lên là 96,5% và 98%. Nhưng khả năng bảo vệ thấp hơn đáng kể khi một người chỉ nhận được một liều vaccine duy nhất. Từ 7 đến 14 ngày sau liều đầu tiên, khả năng bảo vệ khỏi lây nhiễm là 57,7% và bảo vệ khỏi tử vong là 77%. Các nhà nghiên cứu cho rằng một liều vaccine có thể cho thời gian bảo vệ ngắn hơn, đặc biệt là ở những nơi có biến thể virus mới xuất hiện. Nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ trên 230.000 người đã nhiễm COVID-19, trong đó 95% ca nhiễm là do biến thể B.1.1.7.
Trong khi đó, thì theo nghiên cứu trên dữ liệu thực tế mới ở Quetta được công bố trên tạp chí y học New England, đã phát hiện ra rằng vaccine Pfizer, hai mũi tiêm, có hiệu quả 75% so với biến thể B.1.351 được xác định lần đầu tiên ở Nam Phi. Nhưng với một liều tiêm thì nghiên cứu này xác định rằng một liều chỉ cung cấp khả năng bảo vệ là 30% đối với biến thể B.1.1.7, thậm chí còn giảm xuống 17% đối với chủng của Nam Phi. Ở tỉnh Ontario, chủng B.1.1.7 là chủng phổ biến nhất với hơn 83.000 ca được phát hiện cho đến nay. Điều phối viên của Ontario về ứng phó với bùng phát dịch của tỉnh là tiến sĩ Dirk Hoyer cho biết rằng từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 19 tháng 4, tỉnh đã báo cáo hiệu quả 70% ở người được tiêm sau liều Pfizer đầu tiên. Các chuyên gia và các nghiên cứu khác nhau đã kết luận rằng biến thể B.1.351 chứa các đột biến giúp nó tránh được các kháng thể cụ thể, khiến nó rất khó xác định và được coi là biến thể có nhiều khả năng đe dọa hiệu quả của vaccine nhất. Mặc dù nghiên cứu mới nhất cho thấy vaccine của Pfizer ít bảo vệ hơn đối với biến thể B.1.351, nhưng nó vẫn cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ, đặc biệt chống lại các trường hợp nghiêm trọng hơn hoặc tử vong do COVID-19. Cả hai nghiên cứu đều cho thấy tầm quan trọng của việc tiêm đủ hai liều để được bảo vệ đầy đủ. Canada phạt hai người hàng nghìn tiền phạt vì xét nghiệm COVID-19 giả trước chuyến bay. Các quan chức cho biết họ đã phạt hai cá nhân hàng nghìn đô la mỗi người vì xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 giả trước khi lên máy bay đến Canada. Một hành khách đã bị phạt 2.500 đô la vì xuất trình xét nghiệm COVID-19 đã được chỉnh sửa và cố ý lên chuyến bay từ Dominican Republic đến Toronto vào ngày 8 tháng 2 năm 2021. Người thứ hai đã bị phạt 6.500 đô la vì xuất trình xét nghiệm đã chỉnh sửa và sau đó lên chuyến bay từ Mỹ đến Toronto vào ngày 3 tháng 4 năm 2021. Trong một thông cáo báo chí, các quan chức nói rằng hành khách này cũng đã khai báo gian dối với hãng hàng không về tình trạng sức khỏe. Người Canada đã nhiều lần được các quan chức liên bang cũng như các chính trị gia, bao gồm cả Thủ tướng Justin Trudeau, căn dặn rằng bây giờ không phải là lúc để đi du lịch và không ai nên thực hiện bất kỳ chuyến đi không thiết yếu nào ra ngoài đất nước. Các quan chức cho biết 99% du khách tuân thủ các quy tắc xét nghiệm trước khi khởi hành. Nếu không tuân theo các quy tắc, khách du lịch có thể bị phạt tới 5.000 đô la cho mỗi lần vi phạm. Giá nhà ở và doanh số bán sẽ giảm vào năm 2023 nếu Canada đạt khả năng miễn nhiễm COVID-19. Tổng công ty nhà và thế chấp Canada là Canada Mortgage and Housing Corporation, gọi tắt là CMHC, cho biết giá nhà trung bình có thể tăng tới 14% trong năm nay, nhưng tốc độ bán có thể giảm vào cuối năm 2023 nếu sớm đạt được khả năng miễn nhiễm cộng đồng đối với COVID-19. Giá nhà trung bình trên toàn quốc có thể tăng lên tới 649.400 đô la vào cuối năm và lên tới 704.900 đô la vào năm 2023. Tuy nhiên, các ước tính ở mức thấp hơn của CMHC đặt giá trung bình ở mức 628.400 đô la vào cuối năm và 669.500 đô la vào cuối năm 2023. Cơ quan CMHC cũng dự đoán doanh số bán và giá sẽ chậm lại trong 2 năm tới, nhưng chỉ khi quốc gia này có thể dập tắt COVID-19 trong năm nay và các điều kiện kinh tế trở lại mức trước đại dịch. Xu hướng nhiều người đổ xô đến các vùng cottage, vùng hẻo lánh do đại dịch sẽ biến mất. COVID-19 vẫn không ổn định, sự phục hồi kinh tế ở các thị trường lớn vẫn chưa chắc chắn và việc triển khai vaccine chậm hơn dự kiến sẽ kéo dài đại dịch và dẫn đến lãi suất thế chấp cao hơn. Tình hình cũng phụ thuộc vào việc các nhà lao động giải quyết tình trạng làm việc từ xa. Nếu các thỏa thuận làm việc từ xa vẫn tiếp tục, chênh lệch giá giữa các trung tâm đô thị lớn và các vùng nông thôn có thể giảm dần hoặc bị đảo ngược. Khi Canada thoát khỏi đại dịch, cơ quan CMHC dự kiến thị trường nhà ở sẽ bắt đầu ổn định vào cuối năm 2023. Công ty này dự đoán rằng nhu cầu thuê nhà sẽ phục hồi khi người nhập cư quay trở lại, nhưng tỷ lệ trống có thể sẽ vẫn ở mức cao. Peloton thu hồi máy chạy bộ ở Canada sau 83 sự cố liên quan đến màn hình cảm ứng.
Bộ Y tế Canada, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ và Peloton Interactive đã tiến hành thu hồi chung máy chạy bộ Peloton TR02 do nguy cơ bảng điều khiển màn hình cảm ứng bị tách rời. Tuyên bố thu hồi được đăng trên trang Health Canada hôm thứ Tư cho biết, các vít gắn bảng điều khiển màn hình cảm ứng vào máy chạy bộ có thể bị lỏng, khiến nó bị bung ra và rơi xuống, gây nguy cơ chấn thương. Việc thu hồi này liên quan đến mẫu máy chạy bộ Peloton Treadmills TR02. 5.513 máy đã được bán ở Canada. Tính đến thứ Hai, thì Bộ Y tế Canada cho biết Peloton đã nhận được 83 báo cáo sự cố liên quan đến mô hình TR02 ở Canada. 3 trong số đó là các báo cáo về thương tích nhẹ. Các sản phẩm bị ảnh hưởng được bán tại Canada từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 5 năm 2021. Việc thu hồi chung quy định rằng người tiêu dùng nên ngay lập tức ngừng sử dụng máy chạy bộ này và liên hệ với Peloton để được hoàn tiền lại. Những người không muốn hoàn tiền sẽ được Peloton cung cấp dịch vụ kiểm tra và sửa chữa miễn phí để bảo đảm màn hình cảm ứng cho máy chạy bộ. Đợt thu hồi này không liên quan tới đợt thu hồi mẫu Peloton Tread Plus gần đây ở Mỹ, sau khi một em bé đã chết và nhiều người bị chấn thương do bị kéo vào phía sau của máy. Mẫu này không được bán ở Canada. Khách hàng có thể liên hệ với Peloton qua số điện thoại 1833-821-0099 từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, từ thứ Hai đến Chủ nhật thông qua support@onepeloton.ca. Đồng đô la Canada lần đầu tiên vượt mức 82 cent kể từ năm 2017. Đồng đô la Canada đạt mức cao nhất trong gần 4 năm vào thứ Năm, được thúc đẩy bởi giá hàng hóa cao. Đồng Loonie được giao dịch với giá là 82,26 cent Mỹ khi thị trường chứng khoán đóng cửa vào thứ Năm, là mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2017. Hai xu hướng rộng đang kết hợp để đẩy đồng Loonie cao hơn. Đó là, thứ nhất, triển vọng kinh tế toàn cầu được cải thiện sau COVID-19 đã đẩy giá các mặt hàng mà Canada sở hữu rất nhiều. Giá gỗ sẻ đã đạt mức cao kỷ lục do sự bùng nổ trong xây dựng và giá một thùng dầu chuẩn của Bắc Mỹ được gọi là West Texas Intermediate WTI đạt mức 65 đô la Mỹ trong tuần này, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Giá lúa mì thì đã đạt mức giá cao nhất kể từ năm 2013 và giá đồng cũng ở mức cao nhất trong 9 năm. Chỉ số giá hàng hóa đã tăng 37% chỉ trong 6 tháng qua. Nhà kinh tế Doug Porter của Ngân hàng Canada đã lưu ý gần đây, giá cả hàng hóa tăng vọt là một lợi ích cho nền kinh tế Canada, vốn đang đẩy giá trị đồng tiền của đất nước lên cao. Sự bùng nổ hàng hóa đó đang diễn ra khi Ngân hàng Trung ương Canada có dấu hiệu tăng lãi suất chuẩn, sớm hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia khác. Tại cuộc họp chính sách của mình vào tuần trước, Ngân hàng Trung ương Canada cho biết họ sẽ giảm tốc độ mua trái phiếu, là một dấu hiệu mà họ cho rằng nền kinh tế có thể sớm cần ít kích thích hơn. Với giao dịch các công cụ tài chính được gọi là hoán đổi, thị trường cho rằng Ngân hàng Trung ương Canada có thể tăng lãi suất đến 2 lần vào cuối năm tới. Trong khi đó, thì Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ cho thấy không có khuynh hướng đi xuống con đường đó. Theo David Doyle, nhà kinh tế và chiến lược thị trường của Macquarie Group cho biết, nếu Canada tăng lãi suất trong khi các quốc gia khác không tăng, điều đó khiến cho Canada trông hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư vì đồng tiền của họ làm việc tốt hơn. Vì vậy, tiền sẽ đổ vào đất nước, đẩy giá trị của đồng tiền lên. Theo Audrey Charles Freeman, một chiến lược gia ngoại hối của Bloomberg Intelligence cho rằng, đồng tiền của Canada có thể sẵn sàng gia tăng thêm. Canada, EU sẵn sàng thảo luận việc từ bỏ bằng sáng chế vaccine COVID-19. Bộ trưởng Thương mại Quốc tế của Canada cho biết hôm thứ Năm rằng Canada sẽ tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán với Tổ chức Thương mại Quốc tế để từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với các vaccine COVID-19. Tuyên bố được đưa ra sau khi Hoa Kỳ tuyên bố hôm thứ Tư rằng họ sẽ dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ bằng sáng chế cho vaccine COVID-19 để có thể cho phép sản xuất đại trà hơn trên thế giới. Một động thái có thể hỗ trợ các nỗ lực tiêm chủng của các nước đang phát triển.
Liên minh châu Âu hôm thứ Năm cũng ủng hộ đề xuất của Hoa Kỳ để thảo luận về việc dỡ bỏ bảo hộ bằng sáng chế cho vaccine COVID-19. Nhưng các nhà sản xuất dược phẩm và một số chính phủ khác lại phản đối ý tưởng này, nói rằng nó sẽ không giải quyết được tình trạng thiếu thuốc tiêm chủng trên toàn cầu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu là Ursula von der Leyen cho biết khối sẵn sàng xem xét việc này sau khi Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư đã đồng ý và thúc đẩy động thái này, đảo ngược với quan điểm trước đây của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Antony Blinken nói, vấn đề chính là chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ này. Không ai trong chúng ta sẽ hoàn toàn là an toàn cho đến khi chúng ta tiêm chủng càng nhiều người càng tốt. Bất chấp sự nhiệt tình đó, các nhà sản xuất dược phẩm, những người có thể bị mất doanh thu nếu họ bị tước đi quyền sáng chế đối với vaccine COVID-19, và một số các nhà phê bình khác cũng đã tìm thấy sự sai sót trong đề xuất này. Họ cho biết sự phức tạp của quy trình sản xuất thì cũng có nghĩa là dù có thể tự do truy cập vào công thức chế thuốc, vẫn không thể cải thiện được sản lượng vaccine trong tích tắc. Bằng chứng là Moderna đã dỡ bỏ bằng sáng chế của mình vào tháng 10. Nhưng cho đến nay, công ty này cho biết vẫn còn thiếu các công ty có thể nhanh chóng sản xuất vaccine và bảo đảm sự chấp thuận từ cơ quan y tế bên mua. Một số người cho biết, về lâu về dài, việc dỡ bỏ quyền sở hữu trí tuệ của họ sẽ dẫn đến sau này các công ty dược phẩm sẽ không phản ứng nhanh chóng, đầu tư và nghiên cứu với các mối đe dọa sức khỏe toàn cầu xảy ra trong tương lai. Đức là một cường quốc kinh tế lớn nhất khối EU và là quê hương của ngành dược phẩm lớn đã bác bỏ ý kiến này và nói rằng tình trạng khan hiếm vaccine là do hạn chế về năng lực sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng chứ không phải là do vấn đề bảo hộ bằng sáng chế. Một số cập nhật khác về tình hình COVID trên thế giới. Tính đến thứ Năm, có hơn 15.554 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Số người chết trên toàn cầu là hơn 3,2 triệu người. Tại châu Mỹ, Tổng thống Brazil, ông Jair Bolsonaro cho biết là Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden sẽ gửi vaccine AstraZeneca tới quốc gia Nam Mỹ này, nơi đã ghi nhận một đợt bùng phát coronavirus gây tử vong cao thứ hai trên thế giới. Brazil đã ghi nhận 73.380 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên trên mức 15 triệu ca. Brazil cũng báo cáo có thêm 2.550 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số tử vong của quốc gia này lên 416.949 ca. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tình trạng lây nhiễm ở Ấn Độ đạt một kỷ lục hàng ngày cao khác vào ngày thứ Năm khi nhu cầu về oxy y tế tăng gấp 7 lần. Chính phủ Ấn Độ bác bỏ báo cáo rằng họ chậm chạp trong việc phân phối nguồn trợ giúp từ nước ngoài. Số ca bệnh mới vượt mức 400.000 ca lần thứ hai, nâng tổng số ca bệnh của Ấn Độ lên 21 triệu ca. Ở châu Âu, các quan chức Anh đang xem xét loại vaccine nào sẽ cung cấp mũi tiêm bổ sung tốt nhất cho những người dễ bị tổn thương vào cuối năm nay, và vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra. Thụy Điển đã vượt qua ngưỡng 1 triệu ca nhiễm coronavirus, tương đương với 10% dân số. Cả nước đã báo cáo có 14.158 ca tử vong, hơn 33% dân số đã tiêm ít nhất là một liều vaccine. IBM tiết lộ công nghệ chip 2 nanometer đầu tiên trên thế giới. Trong nhiều thập kỷ, mỗi thế hệ chip máy tính trở nên nhanh hơn và tiết kiệm điện hơn vì các khối xây dựng cơ bản nhất của chúng, được gọi là bóng bán dẫn transistors, ngày càng nhỏ hơn. Tốc độ của những cải tiến đó đã chậm lại, nhưng International Business Machines Corp là IBM cho biết rằng silicon còn ít nhất một tiến bộ nữa. IBM đã giới thiệu công nghệ sản xuất chip 2 nanometer đầu tiên trên thế giới. Công nghệ này có thể nhanh hơn 45% so với chip 7 nanometer phổ biến trong nhiều máy tính xách tay, laptops và điện thoại hiện nay và tiết kiệm điện hơn tới 75%. Sẽ mất vài năm để đưa công nghệ này ra thị trường. Từng là nhà sản xuất chip lớn, IBM hiện đưa việc sản xuất chip cho Samsung Electronics, nhưng vẫn duy trì một trung tâm nghiên cứu sản xuất chip ở Albany, New York, nơi sản xuất các dòng chip chạy thử nghiệm. IBM cũng có các thỏa thuận phát triển công nghệ chung với Samsung và Intel Corp để sử dụng công nghệ sản xuất chip của IBM. Các chip 2 nanometer sẽ nhỏ hơn và nhanh hơn so với chip 5 nanometer hàng đầu hiện nay, sử dụng trong các điện thoại thông minh cao cấp như các mẫu iPhone 12 của Apple và chip 3 nanometer dự kiến sẽ ra mắt sau đó.
tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ giảm nhiều hơn dự báo xuống mức thấp của đại dịch. Đơn xin bảo hiểm thất nghiệp của Hoa Kỳ đã giảm vào tuần trước xuống mức thấp nhất của đại dịch, khi thị trường lao động tiếp tục được cải thiện và nền kinh tế mở cửa trở lại. Yêu cầu trợ cấp lần đầu ở các chương trình thông thường của chính phủ đã giảm 92.000 xuống còn 498.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 5. Thị trường việc làm đang tăng trưởng khi các nhà tuyển dụng tìm cách lấp các vị trí còn trống do đại dịch. Báo cáo việc làm hôm thứ Sáu dự kiến sẽ cho thấy rằng Hoa Kỳ đã thêm khoảng 1 triệu việc làm vào tháng 4, một dấu hiệu cho thấy ít hạn chế kinh doanh hơn đưa nhiều người Mỹ trở lại làm việc hơn. Các yêu cầu trợ cấp đã giảm trên toàn nước Mỹ, với mức giảm mạnh nhất ở Virginia và New York. Nông dân trồng lúa ở Việt Nam chuyển sang nuôi tôm khi đối mặt với những thách thức về khí hậu. Trong nhiều năm, bà Tạ Thị Thanh Thủy đã trồng lúa trên mảnh đất nằm giữa sông Mekong và Biển Đông, South China Sea, vùng đất được nhiều người biết đến là vựa lúa của Việt Nam. Nhưng bà cùng với nhiều người hàng xóm, trong hơn một thập kỷ qua đã chuyển đổi sang sản xuất tôm. Sự thay đổi chỉ có thể xảy ra do tác động của biến đổi khí hậu. Theo Reuters đưa tin, khi nước biển dâng cao làm tăng độ mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, xu hướng nuôi tôm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp thủy sản của đất nước. Chính phủ đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng và tăng gấp đôi xuất khẩu tôm từ mức hiện tại lên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được chính quyền địa phương giúp đỡ bằng cách đào tạo và cấp khoản vay ưu đãi. Việc xây dựng một số đập thủy điện ở thượng nguồn làm gia tăng nước mặn ở khu vực này, giảm lưu lượng nước ngọt. Nhiều người nông dân không thu hoạch được vựa lúa nào. Ít nhất 1/3 diện tích canh tác lúa dọc theo bờ biển dài 72 km của tỉnh Sóc Trăng đã bị ảnh hưởng bởi nước nhiễm mặn trong vài năm qua. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba trên thế giới, nhưng doanh thu từ xuất khẩu tôm đã vượt quá thu nhập từ gạo kể từ năm 2013 và đang tăng nhanh. Tuy nhiên, việc chuyển sang nuôi tôm từ trồng lúa cũng đi kèm với hàng loạt các vấn đề môi trường khác, như diện tích các rừng ngập mặn dần biến mất để trở thành ao tôm, mà rừng ngập mặn bảo vệ chống sói mòn bờ biển và triều cường. Ngoài ra còn có lo ngại về việc sử dụng thuốc kháng sinh để chữa bệnh cho tôm, làm tăng nguy cơ ô nhiễm hóa chất trong môi trường xung quanh, theo Reuters đưa tin. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay thì đồng Canada bằng 0.8197 Mỹ Kim và bằng 0.6799 đồng Euro, theo Bank of Canada. Trong khi đó thì một đồng Canada bằng 18.008 đồng Việt Nam, theo Axie.com vào cuối ngày thứ Năm. Giá dầu Brent giảm còn 68.09 Mỹ Kim một thùng. Giá dầu WTI tăng lên mức 64.90 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1.814,21 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada của ngày 7 tháng 5 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Một lần nữa, Hoàng Anh kính mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo nhé. Kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức, cũng như để giúp chương trình có thể được tiếp tục. Rất cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các bạn. Xin chúc tất cả các bạn nhiều sức khỏe và luôn bình an. Hoàng Anh, Tuấn Liêm xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Vào thời thơ ấu, bạn đã òa khóc lúc nửa đêm để chúc mừng mẹ đưa bạn vào đời. Khi đến tuổi cấp sách đến trường, bạn đã dùng bút chì màu vẽ đầy các bức tường để chia vui cùng mẹ. Khi vừa tốt nghiệp, bạn đã cùng bạn bè party suốt đêm không về nhà để đền ơn mẹ cho bạn ăn học đến nơi đến chốn. Lòng mẹ bao la, tình mẹ tha thiết, lời mẹ ngọt ngào. Nhân dịp ngày của mẹ, ban biên tập tạp chí Culture xin tri ân, cảm ơn người mẹ Việt Nam và kính chúc quý vị khán thính giả ngày Mother's Day thật ý nghĩa. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành.
để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.